Thưa quý vị và các bạn, không thể phủ nhận nỗ lực của cơ quan quản lý thuế trong việc thu hồi nợ thuế. Bằng nhiều biện pháp khác nhau, từ đồng hành, vận động, thuyết phục đến áp dụng đủ 7 biện pháp cưỡng chế được luật hóa trong luật quản lý thuế, nên ngân sách nhà nước năm thường đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, cuối năm, chuyện nợ thuế và xử lý nợ thuế luôn là vấn đề nóng. Và như thường lệ, ngành thuế tỉnh Quảng Trị lại tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm mục tiêu giảm nợ thuế xuống tối đa 5% tổng thu ngân sách nhà nước, kể cả nợ khó thu, theo yêu cầu chung mà ngành tài chính đặt ra liên tục trong nhiều năm trở lại đây. Đây cũng là nội dung của chuyên mục Mỗi tuần một chuyện kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Năm 2018, ngành thuế tỉnh Quảng Trị được Hội đồng Nhân dân giao dự toán thu 2.295 tỷ đồng. Trên cơ sở này, Cục Thuế tỉnh Quảng Trị ngoài việc xây dựng kế hoạch thu, giao dự toán thu cho các đơn vị, phát động thi đua, tuyên truyền, hoàn thành dự toán từng giai đoạn cụ thể, cũng như giai đoạn nước rút trong năm. Nhờ đó, tính đến thời điểm hiện tại, số thu nội địa trên toàn địa bàn đạt 95,1% dự toán cả năm, bằng 119,95% so với cùng kỳ năm 2017. Tại tỉnh Quảng Trị, số nợ đọng thuế hiện còn khoảng 140 tỷ đến 150 tỷ đồng, trong đó số nợ khó thu là khoảng gần 70 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào các doanh nghiệp giải thể, phá sản, không có khả năng nộp thuế, dẫn đến nợ đọng thuế. Một số doanh nghiệp xây dựng và khai thác khoáng sản đang hoạt động nhưng không có khả năng nộp thuế. Theo chỉ tiêu chung giảm nợ thuế xuống tối đa 5% trên tổng thu ngân sách, Quảng Trị tiếp tục vừa thu nợ phát sinh mới, vừa thu nợ đọng, phấn đấu trong tuần cuối cùng của năm 2018 sẽ giảm còn khoảng 100 tỷ đồng. Theo đó, ngành thuế xác định công tác thu hồi nợ thuế là một nhiệm vụ trọng tâm cần được triển khai quyết liệt, thường xuyên bằng nhiều biện pháp khác nhau cùng với sự hỗ trợ của các cấp ngành tại địa phương. Cục thuế đã có kế hoạch, xây dựng kế hoạch để chỉ đạo các đơn vị mà triển khai thực hiện. Trước hết về cái công tác mà thi đua tuyên truyền thì từ trong nội bộ ngành thuế là chúng tôi đã tiến hành là phát động thi đua ngay từ đầu năm. Mà trong dịp Tết Nguyên đán là chúng tôi phát động để thi đua phấn đấu hoàn thành cái thuế môn bài. Rồi phát động thi đua là thực hiện hoàn thành cái dự toán 6 tháng đầu năm. Và giai đoạn cuối năm nay thì chúng tôi phát động thi đua được rút vào 2 tháng cuối năm để tất cả các đơn vị phấn đấu hoàn thành. Và đặt ra giải thưởng cho các đơn vị là có mức cao lên đến 50 triệu đồng để giúp đỡ hoàn thành cả hai chỉ tiêu là tổng thu và thu ngoài cục chuyên. Đặt một cái mức chỉ tiêu rất cao để cho các đơn vị phấn đấu. Và để đạt được cái đó thì chúng tôi cũng là đồng viên, liên tục đồng viên, phân công nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị, phân công lãnh đạo phụ trực tiếp phụ trách từng địa bàn, lãnh đạo cục vừa phụ trách các phòng chuyên môn nhưng phụ trách các địa bàn để kịp thời nắm bắt tình hình về chỉ đạo. Có rất nhiều lý do dẫn đến nợ đọng thuế kéo dài, thậm chí tình trạng này còn có xu hướng tăng. Vì vậy, trong những năm gần đây, ngành thuế thường xuyên phải đối mặt với tình trạng các doanh nghiệp nợ tiền thuế. Theo ngành thuế, một trong những khó khăn của công tác thu hồi thuế nợ đọng đó là nhiều doanh nghiệp gặp khó về tài chính, sản xuất kinh doanh thua lỗ và rơi vào tình trạng giải thể, phá sản nên không có nguồn thanh toán nghĩa vụ thuế đúng hạn. Trong những năm qua, ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý thu, đơn vị luôn xác định và theo đuổi mục tiêu đồng hành với doanh nghiệp, đặc biệt là việc thực hiện các nghị quyết 19, 35 của Chính phủ về tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển. Từ đó, đa phần doanh nghiệp đã nghiêm túc chấp hành nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế của mình và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, định kỳ. Là một doanh nghiệp thì mình phải coi trọng cái vấn đề nộp thuế là nghĩa vụ. Cho nên là mình coi đó là vấn đề rất nhẹ nhàng và mình luôn luôn là tuân thủ những gì mà về vấn đề luật thuế của nhà nước cũng như Chi cục thuế Đông Hà đã ban hành. Cho nên là doanh nghiệp thì chúng tôi phải chấp hành. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, Cục Thuế tỉnh Quảng Trị đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh thực hiện cải cách hiện đại hóa công tác quản lý thuế, thường xuyên rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuế, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, coi công nghệ thông tin là cốt lõi của cải cách trong quản lý thuế và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, giải pháp hữu hiệu nhất và có thể là duy nhất để giảm mạnh nợ thuế là xem xét phương án hợp lý, cần thiết, chấp nhận xóa các khoản nợ, cả tiền nợ thuế lẫn tiền chậm nộp, tiền phạt chậm nộp đối với khoản nợ không có khả năng thu hồi. Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018, bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp đã thực hiện từ đầu năm đến nay, cùng với việc bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các đơn vị toàn ngành
áp dụng thực hiện quyết liệt và đồng bộ một số giải pháp trọng tâm. Đặc biệt, trong công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế. Ngay đầu năm, Chi cục thuế đã xây dựng kế hoạch chi tiết từng tháng, từng quý đến cho các xã, các doanh nghiệp ra soát về nguồn thu, khoản thu còn tiềm năng để đôn đốc thu nộp hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính về thủ tục thuế trong công tác kê khai, nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử. Trong năm 2018 thì Chi cục đã tổ chức cái tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế để tuyên truyền hỗ trợ và hỗ trợ người doanh nghiệp khởi nghiệp giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế, hỗ trợ doanh nghiệp quyết toán thuế và quyết toán thu nhập cá nhân. Chúng tôi xác định công tác thu hồi nợ thuế là một nhiệm vụ chủ yếu được triển khai quyết liệt, thường xuyên, liên tục bằng nhiều biện pháp khác nhau, nhắc nhở bằng thông báo, họ không thực hiện thì chúng tôi bằng cưỡng chế qua các tài khoản các ngân hàng. Nếu như họ cố tình dây dưa thì chúng tôi bằng các biện pháp mạnh hơn, đó là cưỡng chế hóa đơn và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc là thu hồi giấy phép kinh doanh. Dù ngành thuế đã có nhiều biện pháp cứng rắn để chống thất thu ngân sách và kiên quyết xử lý các doanh nghiệp nợ đọng thuế, nhưng con số nợ vẫn chưa giảm mà có dấu hiệu ngày một tăng cao, trong đó có sự gia tăng các doanh nghiệp chậm nộp thuế. Trên cơ sở này, Cục Thuế tỉnh Quảng Trị tích cực tuyên truyền, phổ biến, giải thích các quy định pháp luật về nợ thuế để nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế, doanh nghiệp trong thực hiện các quy định nộp thuế. Biểu dương các tổ chức cá nhân phối hợp tốt với cơ quan thuế trong việc thu hồi tiền thuế nợ có hiệu quả, tăng cường công tác thanh tra, quản lý nợ thuế, bám sát các doanh nghiệp nợ thuế để hỗ trợ khó khăn vướng mắc mà họ gặp phải, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp có các dự án đã và đang triển khai, qua đó đôn đốc để có kế hoạch nộp thuế đúng quy định. Để đảm bảo thực hiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật, ngành thuế tiếp tục nắm bắt, thu thập thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thu thập thông tin phản hồi từ phía doanh nghiệp để xác định chính xác nguyên nhân nợ thuế, từ đó có giải pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế phù hợp với từng trường hợp. Tiếp tục phối hợp cùng chính quyền các cấp triển khai các đoàn giám sát thu ngân sách, chủ động tham mưu, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cũng như kiến nghị với các cấp có thẩm quyền tạo cơ chế và chính sách để doanh nghiệp có nguồn vốn phát triển, tăng thu nhập, để có nguồn tài chính nộp thuế, đồng thời tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách. Về cái công tác mà thu hồi nợ đồng thuế, thì năm nay là cả nước là đều cũng rất trong, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã có chỉ đạo là rất là sát sao và cụ thể về công tác thu nợ. Mà phấn đấu toàn quốc năm 2018 này là phấn đấu giảm nợ dưới 5% toàn quốc, kể cả nợ khó thu. Và là Bộ Tài chính đã có cái chỉ thị là 04 đối với là cục thuế cả nước là để mà tiến hành cái thu nợ đồng. Thì để triển khai cái dự án này, cái kế hoạch này á, thì cục thuế cũng đã có một kế hoạch giao chỉ tiêu thu nợ cho từng đơn vị một, đồng thời phân công lãnh đạo để mà tiến hành thu nợ. Như những ngày cuối tháng này á, là chúng tôi phân công ví dụ lãnh đạo cục có mức nợ mà từ 500 triệu đồng trở lên đến dưới 3 tỷ là trách nhiệm cục phó cục trưởng là phải đi đôn đốc thu nợ. Có số nợ trên 3 tỷ là trách nhiệm cục trưởng phải đôn đốc thu nợ. Rồi là giữa các chi cục là chi cục trưởng là từ là 100 đến dưới 1 tỷ đồng. Để 1 tỷ đồng là cục chi cục trưởng phải tập trung đi đó thu nợ, rồi giao cho trách nhiệm cho các đội trưởng, rồi kể cả công chức mà phụ trách công tác nợ là giao cái hết sát cho thằng S1. Và chúng tôi phấn đấu là đến là cuối năm thì phải phấn đấu là hoàn thành cái chỉ tiêu thu nợ là dưới 5% của trên tổng thu ngân sách của địa phương. Hiện nay Bộ Tài chính đang gấp rút hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Quốc hội về xử lý xóa nợ, khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt không có khả năng thu hồi để trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 tổ chức vào tháng 5 năm 2019. Một trong những khó khăn của công tác thu nợ đó là chế tài xử phạt với đơn vị cố tình vi phạm còn chưa đủ mạnh và chưa mang tính gian đe. Luật quản lý thuế không quy định chế tài xử lý hình sự đối với người nộp thuế còn nợ tiền thuế và tiền chậm nộp. Trước thông tin cho rằng việc khoanh nợ, xóa nợ mà Bộ Tài chính đang dự thảo lấy ý kiến trình Quốc hội để ra nghị quyết nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp có thể sẽ tạo ra tâm lý chây ỳ nợ thuế của doanh nghiệp gây thất thu cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận thực tế đó là doanh nghiệp khi thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế
là thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, đạo đức kinh doanh, bộ phận cấu thành quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, vừa có lợi cho doanh nghiệp, đồng thời đem lại các lợi ích cho đất nước và xã hội. Việc đóng thuế nghiêm túc là một trong những yếu tố làm tăng uy tín, hình ảnh tốt đẹp của doanh nghiệp, chứng minh quy mô và hiệu quả kinh doanh, ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp. Chuyên mục mỗi tuần một chuyện đến đây xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể xem lại chuyên mục này trên trang web quangtritv.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này kỳ sau.